Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam hội kiến với đoàn đại biểu cấp cao khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Điện bàn công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 5 phường thuộc thị xã. Nhân ngày thế giới nhận thức về trẻ tự kỷ, một vấn đề quan tâm có phóng sự thay đổi nhận thức về chứng tự kỷ nhìn từ cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Nhân. Thưa quý vị, chiều tối qua tại thành phố Hội An, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chào xã giao và chiêu đãi đoàn công tác và ông Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phát biểu chào mừng tại buổi hội kiến, đồng chí Phan Việt Cường đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam kể từ thời điểm tái lập tỉnh. Sau 25 năm nỗ lực phấn đấu, Quảng Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, từng bước xác lập được vị thế vai trò trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tỉnh Quảng Nam và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị vào ngày 11 tháng 9 năm 2018. Nội dung hợp tác tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên các nội dung ký kết chưa được triển khai mạnh mẽ. Đồng chí Phan Việt Cường hy vọng rằng, thông qua chuyến thăm Quảng Nam lần này, đồng chí Lưu Ninh sẽ có những chỉ đạo tích cực nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung hợp tác trên những lĩnh vực mà hai bên đã ký kết trong thời gian đến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh mong muốn Quảng Tây hợp tác với Quảng Nam trên các lĩnh vực có lợi thế về du lịch và thương mại. Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát để quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch, bảo tồn di sản. Ngoài ra, các sở ngành sẽ phối hợp nghiên cứu hợp tác về lâm nghiệp, khai thác tín chỉ phát thải carbon, phát triển công nghiệp chế biến sâu, các mặt hàng từ lâm sản, dược liệu và hợp tác xúc tiến về thương mại, nông lâm thủy sản công nghiệp, hỗ trợ cơ khí, du lịch sức khỏe, trùng tu di tích, cơ chế chính sách vận hành, khu thương mại tự do. Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh Quảng Nam cũng như đời sống cộng đồng dân cư địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Lưu Ninh thông báo tình hình giao lưu phát triển thương mại và giáo dục giữa Quảng Tây với các tỉnh thành ở miền Bắc Việt Nam thời gian qua. Trong chuyến đi này, ông Lưu Ninh đến thăm làm việc với Quảng Nam chủ yếu để mở rộng giao lưu hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực tiềm năng, lợi thế để bổ sung cho nhau, hợp tác cùng có lợi, phát triển. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đại diện lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã trao quà lưu niệm cho nhau và tham quan khu phố cổ Hội An. Sáng nay, Thị ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị xã Điện Bàn qua các thời kỳ và các đơn vị kết nghĩa. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 ban hành nghị quyết số 727 về thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn, gồm Điện Phương, Điện Minh, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc, nâng tổng số phường thuộc thị xã Điện Bàn lên 12 phường. Đây là thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Bàn nói chung và năm phường dọc quốc lộ 1A nói riêng sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm. Việc thành lập 5 phường Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn có tác động mạnh mẽ đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp xây dựng, thúc đẩy thu hút đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông khu vực nội thị kết nối với khu vực ngoại thị. Từ đó, nhân dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương đã tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam nói chung, thị xã Điện Bàn nói riêng phát huy thế mạnh nội lực để phấn đấu vươn tầm, thực hiện khát vọng trong thời gian đến. Chung vui chúc mừng cùng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh,
việc thành lập 5 phường sẽ tạo động lực cũng như song hành nhiều khó khăn, thách thức mới. Với niềm tự hào và phấn khởi ngày hôm nay, tin chắc rằng Đảng bộ và nhân dân thị xã Điện Bàn chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. 5 xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Phương đã tập trung thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư các hạ tầng đồng bộ, nhiều công trình dự án trọng điểm được đưa vào hoạt động, xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới, hướng văn minh hiện đại. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Thị xã Điện Bàn và các địa phương cần nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, để thành đô thị động lực phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Cùng với việc thành lập 5 phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đủ điều kiện đáp ứng được các yêu cầu hướng tới đô thị loại 3 theo định hướng quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam, phát triển đô thị thông minh hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, tạo động lực phát triển kinh tế đô thị về công nghiệp, dịch vụ du lịch, đảm bảo vai trò là trung tâm phát triển vùng Bắc Quảng Nam. Sáng nay, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và phát động xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến dự có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước. Xã Đại Thắng có vị trí địa lý chính trị rất quan trọng trong thế trận chiến tranh nhân dân. Nơi đây là căn cứ địa cách mạng, là nơi kẻ thù tập trung đánh phá ác liệt nhất trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Đại Thắng là đơn vị đầu tiên của huyện Đại Lộc vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978 và truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 đồng chí. Toàn xã có hơn 1.180 liệt sĩ, 148 thương bệnh binh và 242 mẹ Việt Nam anh hùng. Từ một địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề do chiến tranh, sau 48 năm xây dựng và phát triển, bộ mặt xã Đại Thắng đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của xã chuyển mạnh theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng trong các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao, góp phần tăng hộ khá, hộ giàu, không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,45% vào cuối năm 2022. Xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Đại Thắng đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành vào năm 2023 và hoàn thành xã kiểu mẫu vào cuối năm 2025. Thực hiện theo cơ chế nghị quyết 02/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế mô hình nuôi heo cỏ tại các xã của huyện Đông Giang. Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát các mô hình chăn nuôi heo cỏ tại hai xã Cà Giang và Rơ Ngay, huyện Đông Giang. Đây là các mô hình được hỗ trợ từ dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi heo cỏ miền núi an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Đông Giang do Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện chủ trì, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam là cơ quan hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ. Theo đó, dự án đã lựa chọn 6 hộ đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật của dự án có kinh nghiệm trong chăn nuôi để triển khai mô hình nuôi heo giống sinh sản với quy mô 72 con. Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ heo giống, thức ăn và 5 triệu đồng để xây dựng chuồng trại. Bên cạnh đó, dự án đã mở các lớp đào tạo cho học viên là cán bộ các cơ quan chủ trì, cán bộ chuyên môn, các xã thị trấn và 40 hộ dân tham gia mô hình trên địa bàn huyện Đông Giang. Tổng kinh phí thực hiện dự án 1 tỷ 568 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh, huyện Đông Giang và kinh phí từ các hộ dân tham gia dự án đóng góp. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, trong 2 ngày 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023. Tham gia hội thi có 34 tuyên truyền viên của 17 bảo hiểm xã hội huyện, thị thành và 17 đơn vị tổ chức dịch vụ thu.
Các tuyên truyền viên dự thi đã trình bày các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và vận động người dân tham gia. Có slide và có tương tác với đối tượng được tuyên truyền. Ban giám khảo chấm điểm theo 3 phần gồm công tác chuẩn bị, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Qua 2 ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã tổng kết và trao các giải nhất nhì ba cho các thí sinh của cả hai khối tham dự hội thi là khối ngành bảo hiểm xã hội và khối các tổ chức dịch vụ thu. Qua hội thi lần này, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phổ biến và nhân rộng các hình thức, phương pháp và nội dung tuyên truyền hay, hiệu quả tại các địa phương, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian đến, hướng tới hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Sáng nay, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình tổ chức lễ phát động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn An Lộc. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận xã Bình Định Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bước sang giai đoạn 2021-2025 với nhiệm vụ chính trị đặt ra là xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xã Bình Định Nam tiếp tục chọn thôn An Lộc để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Hiện thôn An Lộc có 5 trên 10 tiêu chí, còn lại các tiêu chí chưa đạt như giao thông, điện vườn và nhà ở hộ gia đình, văn hóa. Tại buổi lễ phát động, cán bộ và nhân dân thôn An Lộc, xã Bình Định Nam quyết tâm cùng với chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng các mô hình vườn ao chuồng, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, duy trì danh hiệu thôn văn hóa trong 3 năm liên tục. Phấn đấu đến cuối năm 2023, thôn An Lộc không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Ngoài ra phải đảm bảo an ninh trật tự, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Được biết, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình có 3 thôn, đến nay đã có 2 thôn gồm Đồng Thanh Sơn và Châu Xuân đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hội nông dân xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn sáng nay tổ chức giải đua thuyền truyền thống lần thứ 19 chào mừng lễ hội Thanh Minh và Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Giải đua thuyền năm 2023 có sự tham gia của 6 thuyền nam đến từ 6 thôn trên địa bàn xã với hơn 60 vận động viên tham gia tranh tài với 2 nội dung giải đoàn kết và giải truyền thống, được sự cổ vũ nồng nhiệt của bà con nhân dân. Giải đua diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Kết quả giải đoàn kết cự ly 3.750m, giải nhất thuộc về thôn Phú Đông, giải nhì thôn Phú Văn, giải ba thôn Bến Đền, giải khuyến khích thôn Xuân Kỳ, giải truyền thống cự ly 4.750m, giải nhất thuộc về thôn Phú Đông, giải nhì thôn Tam Thạnh, giải ba thôn Phú Văn, giải khuyến khích thôn Bến Đền và giải phong cách thôn Xuân Kỳ. Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Núi Thành vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành công bố quyết định số 10 QĐ-UBND ngày 4 tháng 1 năm 2023 về việc cho phép thành lập Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Núi Thành. Hội đồng thông qua điều lệ Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Núi Thành, báo cáo kết quả hoạt động của ban vận động và phương hướng hoạt động hội nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Núi Thành phấn đấu phát triển 60 hội viên, hỗ trợ từ 3 đến 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chương trình OCOP và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kết nối từ 1 đến 3 nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ đầu tư dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các cơ sở ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp, không gian làm việc chung cùng một số hoạt động khác. Đại hội bầu ban chấp hành khóa 1 gồm 11 doanh nhân. Dịp này, Hội khởi nghiệp sáng tạo huyện Núi Thành ký kết hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện đoàn, Hội nông dân huyện Núi Thành. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này. Cách tốt nhất để hưởng ứng ngày này chính là nhận biết các đặc điểm của người tự kỷ và làm tốt hơn nữa để tất cả chúng ta đều nâng cao hiểu biết, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của những người xung quanh. Với một địa bàn như Quảng Nam, trẻ có chứng tự kỷ những năm gần đây cũng gia tăng đáng kể, và việc tổ chức một cơ sở để có thể thu nhận, hỗ trợ những trẻ em thuộc diện rối loạn nhận thức không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cho những trẻ cần sự trợ giúp giáo dục chuyên biệt, mà còn giúp cộng đồng nhận thức đúng về chứng tự kỷ, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Có được thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Nhân, nơi có thể hỗ trợ giáo dục chuyên biệt cho trẻ em, không may
bị mắc hội chứng rối loạn tự kỷ ở khu đô thị Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Từ Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, chị Lương Thị Cẩm Thi đã sắp xếp công việc đồng áng để có thể hàng ngày đưa con đến cơ sở, mỗi ngày 2 đến 3 giờ để con được hỗ trợ chương trình chuyên biệt. Hơn một năm với nỗ lực không ngừng của cả hai mẹ con và sự hỗ trợ của các cô giáo tại đây, bé gái đã có những thay đổi đáng mừng. Em thấy thời gian qua là con em nó phát triển rất là nhiều. Và nó từ lúc nó chưa biết nói mà chưa nhận thức được lời nói của mình thì bây giờ nó đã biết nhiều, nói được nhiều tiếng, nhiều từ đôi, từ ghép. Và nó hiểu được mình chỉ dạy nó cái gì đó, nó hiểu, nó tiếp thu được và nó làm theo lời nói của mình được. Rối loạn tự kỷ, mỗi cháu một biểu hiện khác nhau, cần sự nhạy bén tiếp cận của người chăm sóc để có phương pháp hỗ trợ chuyên biệt. Vì vậy mà ngoài tình thương, sự kiên nhẫn cần có, các cô giáo tại cơ sở Thiện Nhân còn phải đặc biệt nhạy cảm với tất cả các biểu hiện của trẻ. Đây là điều kiện để hỗ trợ các cháu tiến bộ nhanh hơn. Và sự tiến bộ của 25 trẻ đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Nhân đã mang lại niềm vui không chỉ cho phụ huynh mà những gia đình có con không may mắc hội chứng rối loạn tự kỷ, mà cũng chính là niềm vui để các cô giáo ở đây gắn bó với công việc đặc biệt vất vả này. Nói chung những trẻ bình thường thì mình giữ đã khó rồi, mà giữ những trẻ chuyên biệt này là đã khó hơn. Thì yêu cầu của cô đơn giản chỉ là kiên nhẫn, sáng tạo và yêu thương trẻ. Chỉ có những cái tố chất như thế là mình có thể là hàng ngày có thể can thiệp và giúp. Ngoài ra những cái mong muốn của bản thân về làm cho trẻ tiến bộ hơn thì ở các cô cũng luôn luôn trau dồi những kiến thức mới để các cô có nhiều cái kỹ năng và cái cách chơi với trẻ nhiều hơn để cho trẻ ngày càng tiến bộ. Thật ra để cho trẻ tiến bộ là cả một quá trình, mà khi trẻ đã tiến bộ rồi thì nói chung là không có cái gì vui và hạnh phúc hơn khi trẻ có thể tiến bộ từng ngày từng ngày. Em mong muốn là khi mà trẻ tự kỷ ra xã hội là mọi người có thể thân thiện và chia sẻ và thấu hiểu yêu thương. Hoạt động gần 10 năm, cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Nhân lần thứ 3 di chuyển địa điểm đã có một cơ sở khang trang ngay tại khu ADB, phường Tân Thạnh. Ngoài không gian để trẻ có môi trường sinh hoạt tốt, những nỗ lực cải thiện của cơ sở tập trung vào nhu cầu của các cháu và hỗ trợ tối đa cho các cô giáo phụ trách tại đây. Với 8 giáo viên phụ trách 25 cháu, trong đó có 14 cháu được gửi thường xuyên và 11 cháu được phụ huynh gửi hỗ trợ theo giờ. Nơi này đã thật sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các cháu, với tình thương và sự sẻ chia không thể đo đếm được. Trẻ hôm nay là có cái biểu hiện như là chậm nói, tự kỷ, khuyết tật về thần kinh, khuyết tật nói, khuyết tật nghe, thì họ tới đây họ cần mình có cái hướng là mình sẽ tư vấn cho họ để cho họ biết và họ hiểu. Khi mà họ đã hiểu ra vấn đề thì họ sẽ yên tâm đưa con đến cơ sở để tham gia học tại trung tâm. Các con cháu khiếm khuyết cần phải có thời gian các con, cho nên các cô là phải thường xuyên là trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ cũng như là về các kiểu như tấm lòng mà mình thương yêu trẻ, mình quý trẻ như con của mình đó, thì là mình sẽ dạy được cháu và sẽ nhanh tốt hơn. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, số lượng trẻ ở Việt Nam mắc chứng tự kỷ gia tăng đáng kể và trở thành một vấn đề xã hội rất đáng quan tâm. Tại Quảng Nam và địa bàn lân cận thành phố Tam Kỳ, những địa chỉ như thế này không chỉ giúp trẻ không may mắc chứng rối loạn tự kỷ có cơ hội hòa nhập cộng đồng, góp phần làm thay đổi nhận thức, xóa rào cản xã hội, hỗ trợ những người có chứng tự kỷ, hòa nhập và có cuộc sống tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết. Bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.